Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. DMJ Jam soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today trong ngày hôm nay, thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022. Cùng với Tyler Diệp và anh Dũng, chúng tôi xin gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến cùng quý khán giả thân mến. Chúng ta đã tiến tới ngày thứ năm rồi, thưa quý vị. Xin kính chào Tyler. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán giả. Bây giờ chỉ mong là đọc xong cái bản tin này đi ra cái quán cà phê Lily ngồi để uống một ly cà phê. Uống một ly. Cái giờ mà uống cà phê buổi sáng của bạn nó mất mấy tiếng? Hồi đó khi mà làm chính phủ đó thì nó mất cả tiếng. Còn bây giờ làm việc tư nhân thì chỉ còn có 15 phút thôi. Rồi, giờ cho tôi đặt cái dấu hỏi chỗ này. Tại sao có cái sự chênh lệch thời gian nó quá đáng? Cái đi làm chính phủ và cái đi làm tư nhân. Tại sao uống cà phê mà trong lúc đi làm tư nhân thì chỉ có 15 phút, mà đi làm cho chính phủ thì lấy tới một tiếng của người ta? Cái này nó có thâm lạm vào công quỹ không? Vô cái giờ giấc của chính quyền không? Cho tôi biết. Hay là cái bạn cái lúc một tiếng đồng hồ đó là bạn không có bấm máy, không có bấm thẻ? Thưa quý vị, tôi không có phải là nhân viên căn bản của chính phủ hay là của tư nhân. Thay là từ trước giờ là làm lương tháng chứ không phải là lương giờ. Nên là cái giờ giấc nó rất là thoải mái. Chỉ có khác biệt là giữa chính phủ và tư nhân đó. Đó là khi làm chính phủ thì công việc của mình ổn định, làm xong rồi thì thôi. Chính phủ không có ép làm hơn. Còn nếu mà làm tư nhân đó thì họ thấy rằng là mình làm xong nhanh đó, thì họ tự nhiên họ sẽ đẻ ra những cái việc mới cho nên chạy rút người là không. Có thể cho tôi biết cái hãng tư nhân nào nó đang thuê bạn không? Để tôi có phải complain với cái hãng đó tại sao lại đẻ thêm việc cho bạn tôi làm nhiều thời gian như vậy? Không. Không đâu. Do anh cũng quen với cái hãng đó, đó. Nhưng mà nói chung là tóm lại là cái cũng là cái sự khác biệt mà gần đây 8 tháng trở lại đây thì Tyler mới kiểm nhận được hay là trải nghiệm được là cái việc mà giữa làm cho chính phủ và tư nhân. Chính phủ thì nó nhàn lắm. Công việc là mỗi người là chỉ phụ trách cái việc đó, làm xong rồi thì thôi. Khi nào cũng cái việc đó thì mình mới làm nữa. Còn bên tư nhân thì bà chủ hay là ông chủ mới thấy rằng này giỏi quá, làm nhanh quá, thôi đưa thêm chút xíu việc đi. Cho nên hèn gì mà nước Mỹ bị lạm phát trầm trọng. Mở Dũng với bản tin đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, trở lại với phần tin đàng hoàng nghiêm chỉnh thì trong ngày hôm qua đó, đài VOA đã đưa lên một cái bản tin và chúng ta cũng cảm thấy sẽ một ít tự hào ở trong đó. Một người phi công người Việt là anh hùng của nước Pháp, ngày 29 tháng 6 năm nay 2022 thì chính quyền thủ đô Paris đã tổ chức lễ đặt tên quảng trường Đỗ Hữu Vị, có tên là Place Đỗ Hữu Vị. Và cái bản tên đường này tuy ở Pháp nhưng lại để có dấu rõ ràng Đỗ Hữu Vị, thưa quý vị. Ông là một trong những phi công đầu tiên của quân đội Pháp và đã chiến đấu và hy sinh trên nước Pháp trong đệ nhất thế chiến. Place Đỗ Hữu Vị, tức là quảng trường Đỗ Hữu Vị, nằm ở trung tâm quận 16 ở Paris, ngay nút giao giữa đại lộ Versailles và đường Louis Blériot. Trên tấm biển này thì có đề là Place Đỗ Hữu Vị, có ghi dòng chữ chú thích bằng tiếng Pháp là phi công tử trận trên cánh đồng danh dự thuộc Vịnh Somme cho đất nước An Nam của ông và cho nước Pháp, tổ quốc ông. Theo trang web chính thức của amdohuvi.org do gia tộc của Đỗ Hữu lập ra để lưu lại những ký ức về ông thì Đỗ Hữu Vị sinh ra năm 1883 tại Chợ Lớn thuộc Sài Gòn ngày nay. Ông là con trai thứ năm trong một gia đình danh gia vọng tộc. Thân phụ của ông cũng là một nhân vật lừng lẫy. Ông là tỉnh trưởng Nam Kỳ Đỗ Hữu Phương. Ông Phương là một trong bốn phú hào giàu nhất Nam Kỳ xưa đã được lưu truyền trong câu nói quen thuộc Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Sường, Tứ Định. Ông Phương có quốc tịch Pháp cho nên các con ông dù sinh ra ở Việt Nam nhưng cũng là công dân Pháp. Cũng như các anh em khác ở trong nhà thì ông Vị được cho đi học trường Pháp tại Sài Gòn từ nhỏ, sau đó được gửi sang Pháp để học trung học. Xong bậc trung học thì ông được nhận vào trường võ bị danh giá Saint-Cyr, nơi mà đào tạo các tướng lĩnh hàng đầu của Pháp khi 21 tuổi. Ra trường thì ông có quân hàm thiếu úy để phục vụ trong quân đoàn Lê Dương, tức là Légion étrangère số 1, và được điều đi các chiến trường của Pháp ở Maroc và Algeria. Ông Vị đã ghi danh học lái máy bay năm 1910 và cùng một đồng đội khác đã thực hiện chuyến bay vòng quanh nước Pháp năm 1911. Năm 1912 thì ông trở thành phi công với hàm trung úy chuyên lái máy bay do thám ở Casablanca, Maroc.
Và sau 2 năm chiến đấu thì ông được chính phủ Pháp trao Bắc Đẩu Bội Tinh vì sự dũng cảm. Trong thời gian đệ nhất thế chiến bùng nổ năm 1914, ông là sĩ quan của quân đội Pháp và ông đã thực hiện các chuyến bay do thám quân Đức trên chiến tuyến để thu thập các thông tin tình báo. Sau khi gặp nạn trong một chuyến bay thì ông Vị bị trọng thương và vĩnh viễn không thể lái máy bay. Tuy nhiên, thay vì giải ngũ thì ông lại tình nguyện để tham gia bộ binh trở lại ở Somme, chiến trường cực kỳ khốc liệt trong đệ nhất thế chiến, và trở thành chỉ huy đại đội 7 của binh đoàn Lê Dương. Ông tử trận ở Somme năm 1916. Thi hài ông sau đó đã được anh trai là Đỗ Hữu Chấn, vốn cũng là sĩ quan trong quân đội Pháp, đưa về Việt Nam làm tang lễ trọng thể sau khi chiến tranh kết thúc. Chân dung ông đã được chính quyền Pháp in trên tem bưu chính, và chính quyền Maroc cũng đã đặt tên ông cho một con đường ở Casablanca để ghi nhận đối với những chiến tích của ông khi còn là phi công. Một câu nói nổi tiếng của ông Vị thường được người đời sau lưu truyền là: tôi phải can đảm gấp bội bởi vì tôi vừa là người Pháp và vừa là người An Nam. Đây là một vinh dự cho gia đình của ông và cũng như là một cái niềm hãnh diện cho người chúng ta, những người Việt Nam. Thưa quý vị, sang qua tin tức liên quan đến Ukraine thì Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, cho biết rằng là những cuộc họp đầu tiên giữa Nga và Ukraine với cái sự mà gọi là điều phối của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã có được những cái bước tiến đáng kể tích cực cho việc là làm sao mà giải tỏa ra cái nguồn lương thực khổng lồ hiện nay vẫn còn đang bị kẹt tại Ukraine vì cuộc chiến từ Nga. Trong tuần này thì Bộ trưởng Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết rằng là một thỏa thuận sẽ được ký kết vào tuần tới, hay là hy vọng là sẽ được ký kết vào tuần tới tại Istanbul, khi mà bốn bên ngồi xuống để đàm phán rằng là làm sao mà có thể đưa được cái lượng ngũ cốc cũng như là phân bón hiện nay đang bị ứ động ở tại Ukraine đến những quốc gia Trung Đông và Bắc Phi để mà giúp giảm bớt tình trạng thiếu thốn lương thực toàn cầu. Ông Guterres lần đầu tiên đã đưa ra cái đề nghị này vào tháng 6 để mà ngưng cái việc phong tỏa hàng ngũ cốc ở tại Ukraine. Nhưng trong thời gian đó, ông không nói nhiều. Cho đến thời gian tuần này, là một tháng sau khi mà ông chính thức đề nghị cái thỏa thuận này, thì ông Guterres có vẻ lạc quan hơn và nghĩ rằng là bốn bên sẽ đạt được một thỏa thuận để làm sao mà đưa ngũ cốc của Ukraine ra đến các nước khác qua cái lối của đường biển Hắc Hải. Xin trở lại với anh Dũng. Trở về với nội địa Hoa Kỳ, thưa quý vị, thì tại tiểu bang Ohio trong ngày hôm qua thì chính quyền tiểu bang này đã thông báo một bản tin. Một người đàn ông 27 tuổi đã bị bắt vì bị kết tội hãm hiếp một em bé gái 10 tuổi. Người thanh niên 27 tuổi này tên là Gerson Fuentes đã bị bắt vào ngày thứ Ba và anh ta đã phải ra tòa vào ngày hôm qua thứ Tư. Theo như lực lượng cảnh sát tại thành phố Columbus, thì cảnh sát ở đây đã báo động về trường hợp này đối với mẹ của bé gái. Và sau đó thì bà này đã được đến để tìm những cái dịch vụ để giúp đỡ cho trẻ em ở tại quận Franklin, ở tại Ohio. Em bé gái 10 tuổi này đã đến Indianapolis, và cái vấn đề mà đáng chú ý, thưa quý vị, vụ hãm hiếp này đã để lại cho em bé gái 10 tuổi này em có bầu. Và em sẽ phải đến Indianapolis để thực hiện cái phẫu thuật, cái thủ thuật là phá thai, là vì ở tại tiểu bang Ohio họ cấm tất cả những trường hợp có thai sau 6 tuần lễ đều không được phá thai. Do đó mẹ em bé gái này đã được mẹ em đưa qua tiểu bang Indianapolis để mà qua thành phố Indianapolis để mà có thể được thực hiện cái thủ thuật này. Thì đây là cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần lưu ý, là vì trong những trường hợp tương tự như thế này, nếu như luật phá thai ở một số tiểu bang gay gắt thì chắc chắn trường hợp này em phải giữ cái thai, và em mới 10 tuổi, thì đó là một trong những cái điều mà những nhà mà vận động cho cái quyền phá thai đó, họ sẽ dùng nó để mà nêu lên trong cái vấn đề là cãi lại làm sao mà nói đây là cái việc không thể được và phải để cho em bé này phá thai. Thì đó là một cái vấn đề mà người ta lưu ý, do đó là cái bản tin này nó trở thành quan trọng. Chính quyền của tiểu bang Virginia hiện nay đang quan tâm đến việc đã có hơn 40 người mất tích tại tiểu bang này sau khi một đợt lũ lụt khiến cho nhiều nơi ở tại tiểu bang Virginia bị ngập nước trong một đợt coi như là dông tố đã đổ xuống nhiều quận hạt của Virginia vào ngày thứ Ba trong tuần và đã đưa một lượng mưa lớn lên đến 6 inches chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, thì có hơn cả 100 căn hộ đã bị ảnh hưởng và hiện nay 40 người vẫn còn đang mất tích tại tiểu bang Virginia vì vấn đề lũ lụt và mưa to.
Sau qua tiểu bang Texas, thưa quý vị, thì ngày hôm qua người ta đã chứng kiến là hàng không của Mexico đã bắt đầu di chuyển thi hài của những nạn nhân xấu số trong cái vụ 53 di dân bất hợp pháp đã tử nạn ở trong một chiếc xe tải không có người kiểm soát vì cái nóng bức và ngạt thở. Đây là hình ảnh của những chiếc quan tài đã được đưa lên một vận tải cơ của hãng hàng không Air Mexico để có thể trả về cho cố quốc của họ, hồi hương về cố quốc. Trong số này thì người ta ghi nhận là trong số 53 người tử nạn thì đã có 26 người là gốc người Mỹ-Tây-Cơ, Mexico. Trong khi đó, cái số còn lại là những người quốc tịch Guatemala và Honduras. Bộ Nội an Hoa Kỳ nói rằng những cái chết như thế này đây là một lần đầu tiên, và con số này là con số lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đối với vấn đề mà các di dân bị thiệt mạng ở tại đất nước Hoa Kỳ trong lịch sử. Thưa quý vị, sau 3 tháng giằng co giữa tập đoàn Twitter và Elon Musk thì bây giờ cái vụ kiện này sẽ chính thức đưa ra và sẽ được giải quyết tại một tòa án ở tại tiểu bang Delaware. Công ty Twitter trong một cái đơn kiện muốn rằng là tỷ phú Elon Musk phải giữ cái lời hứa của ông lúc ban đầu là mua lại công ty này với giá tiền là khoảng 44 tỷ Mỹ Kim, và cáo buộc rằng là ông Elon Musk đã thay đổi ý định vì thời gian qua giá cổ phiếu của Twitter đã giảm rất nhiều, và ít nhất hiện nay trị giá của Twitter phải giảm ít nhất là 37% so với cái thời kỳ mà ông Elon Musk 3 tháng trước đây mới bắt đầu có ý định muốn mua công ty này. Elon Musk không có trả lời bình luận về cái vụ kiện, nhưng ông chỉ đưa ra một cái sự bình luận trên Twitter. Ông nói rằng là đây là một chuyện quá là trớ trêu, và ông cười to và thôi, ai muốn hiểu sao thì hiểu về cái tweet của ông này. Và hiện nay chắc là cơ bộ là tòa án phải nhảy vào cuộc để mà giải quyết cái sự xung đột giữa Twitter và Elon Musk. Trở lại với tiểu bang Ohio, thưa quý vị, thì trong ngày hôm qua, những hình ảnh sau đây sẽ làm cho chúng ta rất thú vị. Một nhóm gồm có 48 người nhảy dù đã tạo nên một kỷ lục mới. Và đây là một cái đoạn video mà chúng ta sẽ thấy rất hấp dẫn. Một nhóm người gồm 48 người đã được thả ra từ 3 chiếc phi cơ khác nhau từ không trung. Và sau đó thì họ đã hội tụ lại thành một cái đội hình. Quý vị sẽ thấy đó, họ thành lập một cái đội hình mà cùng với nhau rơi xuống. Trong cái lúc mà họ rơi xuống tự do như vậy, chưa có bung dù, thì 48 người này lần lượt kết tụ lại với nhau tạo thành một cái hình thù rất là đặc biệt ở trên không trung. Và sau đó tiếp tục đi xuống, rơi xuống khoảng một vài giây đó, bao nhiêu phút đó, thì rồi họ lại thả tay nhau ra và bắt đầu để cái bung dù ra riêng rẽ từng người. Đây là một cái đội hình rất là đẹp, và họ đã tạo một cái kỷ lục là được thả xuống từ độ cao nhất tính cho đến giờ phút này. Và họ đã có một cái đội ngũ 48 người, tức là cũng tạo nên một cái kỷ lục đông người nhảy dù tập thể và tạo hình ở trên không trung. Cái đợt mà họ đã tạo được một cái kỷ lục như thế này vào lúc đó chỉ là có 33 người thôi, và cái kỷ lục đó nó được tạo vào 10 năm trước đây, và bây giờ thì sau 10 năm họ đã tạo được tới 48 người, quý vị thấy đó, và bắt đầu họ thả tay nhau ra để bắt đầu sau đó thì mạnh ai nấy bung dù để đáp xuống mặt đất. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp, và có lẽ ít khi mà chúng ta được thấy những hình ảnh như thế này. Thưa quý vị, sau vài lần thất bại thì Ngũ Giác Đài đã lần đầu tiên thành công thử nghiệm những loại hỏa tiễn siêu thanh đầu tiên với lực lượng của Hoa Kỳ. Lực lượng không quân trong tuần này đã thành công thử nghiệm hai đợt bắn hỏa tiễn siêu thanh, mà hỏa tiễn có thể bay lên đến cái mức mà gọi là nhanh như là tiếng của âm thanh. Và về cái việc này, quý vị đang thấy đây là những hỏa tiễn siêu thanh mà sẽ được máy bay của không quân Hoa Kỳ gửi đi. Và quân đội Hoa Kỳ hiện nay đang cố gắng theo kịp những nỗ lực nghiên cứu quốc phòng của Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực hỏa tiễn siêu thanh. Nga trở thành quốc gia đầu tiên đã sử dụng hỏa tiễn siêu thanh trong cuộc chiến với Ukraine. Trở lại với những cuộc điều trần của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng, thưa quý vị, thì theo nguồn tin của Đảng Cộng Hòa, thì một số các thành viên của Đảng Cộng Hòa sẽ cố gắng để thành lập một cái bản báo cáo riêng biệt của mình liên quan đến cái vụ việc diễn ra ngày 6 tháng Giêng. Hiện nay đứng trước
cái áp lực ngày càng tăng của Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng đang tìm kiếm những chứng cứ để đưa đến cái việc là cho thấy rằng Tổng thống Donald Trump đã không có hành động gì nhiều trong cái thời gian đầu khởi ra cuộc bạo loạn. Dân biểu Jamie Raskin, ông nói rằng thường thường chỉ trong một vòng 1-2 phút đầu tiên sau một sự việc gì đó xảy ra có tính cách nghiêm trọng thì một phản ứng của một vị tổng thống là bắt buộc phải phản ứng ngay lập tức để đưa ra những cái biện pháp để có thể tránh những cái cuộc xung đột ngày càng gia tăng trong những cái cuộc đó. Tuy nhiên ở đây thì đã trải qua 187 phút cho đến khi cựu tổng thống Donald Trump đưa ra những cái lời kêu gọi một cách rõ ràng đối với cái lực lượng mà bạo loạn. Do đó mà họ sẽ tạo nên một số các cái hồ sơ. Chúng ta cũng biết là trong tuần tới thứ ba đó thì sẽ là cuộc điều trần thứ 8 diễn ra của ủy ban này. Và qua đó thì người ta thấy là càng ngày một số các cái nhân chứng quan trọng càng đưa ra nhiều cái chi tiết mà có vẻ như đang khoanh vùng lại và đã được chỉ vào cái việc là càng ngày có những cái việc làm mà Tổng thống Donald Trump đã không thực hiện trong cái thời gian đó để tạo một cái sự ổn định để và giải tỏa cái đám đông bạo loạn ở tại Điện Capitol. Thì đó là những điều mà ủy ban này có vẻ như đang nhắm đến trong những ngày tới. Chắc chắn bản tin này cũng sẽ còn được theo dõi trong những ngày sắp tới. Trong thứ ba tuần này, thưa quý vị, thì ủy ban điều tra 6 tháng Giêng cũng đã đưa ra một số các đoạn video cho thấy rằng khi mà họ phỏng vấn luật sư Sidney Powell, bà đã có những câu trả lời như thế nào khi được hỏi về những nỗ lực hay là những quan hệ của bà trong cái khung thời gian đó với Tổng thống Donald Trump, về việc rằng bà là chuyên môn thúc đẩy những thuyết âm mưu cho rằng là cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp. Thì quý vị đang thấy đây là một đoạn mà bà bị gọi là hỏi cung đó. Thì bà nói rằng là Tổng thống Trump đã hỏi luật sư của tòa bạch ốc, ông Pat Cipollone, là Tổng thống có quyền để bổ nhiệm một luật sư đặc biệt hay không. Thì ông Pat Cipollone nói rằng là có. Sau đó thì Tổng thống hỏi tiếp là Tổng thống có quyền để mà đưa cho bà Sidney Powell những cái đặc quyền về vấn đề an ninh hay không. Thì ông Pat Cipollone nói rằng là Tổng thống cũng có quyền hạn như vậy. Và sau đó thì Tổng thống Trump đã bổ nhiệm bà làm special counsel hay là luật sư đặc biệt cho tòa bạch ốc. Đó là cái lời của bà Sidney Powell, nhưng trong thực tế thì bà cũng chưa bao giờ được bổ nhiệm làm White House Special Counsel và cũng không có được đưa ra những cái đặc quyền về vấn đề security clearance hay an ninh gì cả. Nếu quý vị còn nhớ rằng là trong cái khung thời gian này, bà Sidney Powell thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cánh hữu để đưa ra những thuyết âm mưu về vấn đề là những cái thiết bị bầu cử do công ty Dominion thiết kế và sáng lập ra, nó đã bị nhà độc tài Hugo Chavez của Venezuela ảnh hưởng như thế nào, và cũng đưa ra những cái thuyết âm mưu rằng là các công ty công nghệ tại Silicon Valley đã cố tình ăn cắp cuộc bầu cử này của người dân. Và bà cứ hăm rằng bà sẽ đưa ra một cái con quái thú Kraken, nhưng sau nhiều tuần chờ đợi không ai thấy con Kraken của bà cả, chỉ thấy ông Rudy Giuliani và bà thường xuyên họp báo và thường xuyên bị thất bại trong những vụ kiện tại những tòa án mà họ muốn thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Thì có lẽ là trong tuần tới đây, Ủy ban điều tra tháng Giêng sẽ tập trung vào nhân vật Sidney Powell này. Sau qua tình hình tại Ukraine, thưa quý vị, theo những cái bản tin cập nhật mới nhất vào sáng ngày hôm nay, thì ông Kirilo Tymoshenko là phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine đã thông báo cho biết 20 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công từ quân đội Nga vào thị trấn Vinnytsia nằm ở miền trung Ukraine. Ông Tymoshenko nói rằng cuộc tấn công đã được thực hiện bằng các loại hỏa tiễn hành trình Kalibre của Nga được phóng đi từ các tàu ngầm đồn trú ở tại khu vực Hắc Hải. Theo Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của lực lượng vũ trang Ukraine cập nhật vào ngày thứ Hai ở tại Hắc Hải, bản thông báo đã viết như sau: kẻ thù tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng 32 hỏa tiễn hành trình loại Kalibre trên 3 tàu nổi và 2 tàu ngầm, cũng như là 2 tàu đổ bộ lớn cũng có mặt ở trong lực lượng hải quân này của Nga ở tại Hắc Hải. Và chắc chắn là họ sẽ thực hiện tiếp những cái cuộc không kích như thế này vào trong những cái thành phố hiện nay của Ukraine. Thì đây là những hình ảnh ghi nhận sau khi cuộc không kích đó đã đặt phóng vào. Và như ông Kiri Tymoshenko cho biết, đã có 20 người thiệt mạng qua cái cuộc không kích này của Nga. Thưa quý vị, và sau đây là hình ảnh của Tổng thống Joe Biden đang công du ở tại Do Thái.
Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid đã ký kết một thỏa thuận chung hay là một tuyên bố chung vào ngày thứ Năm theo giờ địa phương, mà tập trung vào vấn đề phát triển quan hệ an ninh giữa hai quốc gia. Trong cái chuyến công du 4 ngày tới khu vực Trung Đông, Tổng thống Biden đã lần lượt tiếp tục nói là ông ủng hộ một cái kết quả làm sao mà để có hai quốc gia là vừa Israel cũng như là vừa Palestine để mà giải quyết cái vấn đề mâu thuẫn lâu năm giữa hai sắc dân này. Tổng thống Biden dự trù cũng sẽ gặp Tổng thống của Israel Isaac Herzog và cựu thủ tướng quốc gia này Benjamin Netanyahu trong chuyến công du nói trên. Và cái chuyến thăm này cũng khiến cho chính quyền Tổng thống Biden gặp nhiều áp lực từ bên Israel liên quan đến sự ủng hộ của ông cho một cái hiệp định nguyên tử với Iran. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình hôm nay hay là trong phần này liên quan đến tin địa phương. Trong ngày hôm qua, một số các cơ quan truyền thông đã nhận được tin rằng là đương kim nghị viên tại đổ của thành phố Westminster trở thành vị nghị viên thứ ba của thành phố này, tuyên bố sẽ ra ứng cử chức vị thị trưởng. Nếu quý vị còn nhớ rằng là đương kim thị trưởng tại Đức Trí sau khi thắng cái kỳ bầu cử sơ bộ cho chức vụ dân biểu tiểu bang trong tháng 6 vừa qua, ông sẽ không ra tái ứng cử cho chức vụ thị trưởng để tập trung vô chức vụ dân biểu tiểu bang, thì chức vụ thị trưởng sẽ được mở ra. Và hiện nay chúng ta đã thấy rằng có bà Kimberly Hồ cũng như là nghị viên Charlie Chí Nguyễn ra tuyên bố tranh cử rồi, thì ông Tài là nhân vật thứ ba sẽ ra tranh cử. Vài nét về ông này, chứ nếu quý vị còn nhớ rằng là lần đầu tiên ông đắc cử là vào năm 2018, thì sau đó trong những kỳ bầu cử mà gọi là bãi nhiệm, ông cũng đã không thành công. Năm 2020 ông ra đối đầu với lại nghị viên Kimberly Hồ cho một chức vụ nghị viên của thành phố đó, cũng không thành công. Và trong tháng, nếu tôi không nhớ không lầm, là vào tháng 3 vừa qua, ông và bà Kimberly Hồ đã đưa ra một cái dự luật để mà muốn người dân xóa bỏ chức vụ thị trưởng của thành phố Westminster. Dự luật si đó phải không? Dự luật si đó. Tuy nhiên dự luật đó cũng bị người dân bác bỏ, tại vì người dân muốn giữ lại cái chức vụ thị trưởng do người dân trực tiếp đứng ra bầu bán, chứ không phải là do các ông bà nghị viên đứng ra tự chọn với nhau. Thì sau khi mà ông Tài và bà Kimberly đưa ra cái dự luật si mà không thành công, thì bây giờ cả hai người này lại ra tranh cử chức vụ thị trưởng mà họ từng muốn xóa bỏ khỏi cái chức vụ của thành phố. Chúng ta sẽ chờ đón xem cái cuộc tranh cử này nó sẽ diễn ra như thế nào trong những ngày sắp tới và kết quả của nó vào tháng 11 tới đây, để có một câu trả lời dứt khoát và xứng đáng cho cái vấn đề này. Chắc chắn là nhiều cử tri ở thành phố Westminster cũng quan tâm đến vụ việc. Và bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, ngày như bản tin chúng tôi vừa gửi đến cùng quý vị, thì những hình ảnh đầu tiên liên quan đến cái việc Tổng thống Joe Biden đã xuất hiện ở tại Do Thái, và qua đó cũng đã có những cái cuộc họp với Thủ tướng nước này là ông Yair Lapid, đã có một số các hình ảnh đầu tiên. Theo những tin tức cho biết là ngày hôm qua thì ông đã có một số các cuộc họp kín với Thủ tướng của Israel, và qua đó thì người ta vẫn biết rằng là Hoa Kỳ và Israel trong đợt này, trong chuyến công du của Tổng thống Biden, sẽ củng cố cái mối quan hệ không thể phá vỡ giữa hai nước, và đồng thời cam kết làm việc cùng nhau để có thể đối đầu với sự xâm lược của Iran và không bao giờ cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân. Đây là lời mà theo một quan chức chính quyền cao cấp của Hoa Kỳ, người đã nói với các phóng viên với điều kiện là phải giấu tên ông ấy. Chắc chắn đây là một cái chuyến công du quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden về cái vấn đề nghị sự ở tại khu vực Trung Đông. Trước chuyến đi thì chúng ta cũng biết là sóng gió cũng đã từng đưa lên đối với riêng bản thân Tổng thống Joe Biden. Người ta nhắc lại là trong thời kỳ ông ta còn là một ứng cử viên thì đã đưa ra những cái lời lên án một cách mạnh mẽ đối với Hoàng Thái tử Bin Salman của Ả Rập Saudi về liên quan đến cái chết của ký giả Khashoggi vào thời gian đó. Và cho đến bây giờ thì ông lại tổ chức để đi gặp gỡ vương triều của Ả Rập Saudi. Câu hỏi được đặt ra là liệu cái vấn đề nhân quyền có bị ông lãng quên hay không. Trong những ngày vừa qua thì các đại diện cũng như là các cố vấn cũng đã đưa lên những cái lời tuyên bố mạnh mẽ và nói rằng là chắc chắn vấn đề này sẽ được Tổng thống Joe Biden đặt lên bàn nghị sự một cách rõ ràng khi đến Ả Rập Saudi. Điều đó chưa xảy ra, nhưng chúng ta cũng sẽ chờ xem.
Cái vấn đề được đặt ra là liệu chuyến công du này của Tổng thống Joe Biden có mang lại những thành tựu đáng kể gì trong cái vấn đề hiện nay tại Trung Đông hay không? Về cái mối giao hảo giữa Israel và Palestine, về cái vấn đề Iran và về vấn đề Ả Rập Saudi. Liệu ông có tạo được những cái dấu ấn đáng kể như dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi với phần phân tích của Tyler Diệp sau đây. Sao anh Dũng hỏi nhiều câu quá vậy? Đâu, họ có một vấn đề thôi, có một câu thôi mà. Thưa quý vị, nếu câu hỏi của anh Dũng đơn giản rằng là liệu chuyến công du đến Trung Đông này của Tổng thống Biden nó sẽ có gặt hái được những thành công hay là thành tựu lớn như là cái thời kỳ mà ông Trump đã có những cái thành tựu ngoại giao ở tại Trung Đông sau khi mà ông đã giải băng được những cái quan hệ thù địch hay là những cái mâu thuẫn giữa Do Thái và những quốc gia Ả Rập khác đó, thì chắc là không. Tôi không nghĩ rằng là cái chuyến công du của Tổng thống Biden này nó sẽ nhắm vào đem lại những cái hiệp ước hòa bình giữa Do Thái và một số quốc gia còn lại ở tại khu vực Trung Đông. Cho nên nếu mà anh hỏi tôi rằng là có so sánh được hay không đó, hay là có giống nhau hay không, thì tôi nói là sẽ không. Tại vì tôi không nghĩ rằng là trong cái chuyến công du này, sau khi về đó thì Tổng thống Biden sẽ tuyên bố rằng là ông đã đạt được những cái thỏa thuận này, thỏa thuận kia giữa Do Thái và những quốc gia Ả Rập. Những câu hỏi khác của anh Dũng là gì? Tức là về các cái vấn đề liên quan, có thể là kềm chế được Iran trong cái vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của họ hay không, và rồi sau đó là khi đi Ả Rập Saudi đó, thì ông ấy có tránh được những cái điều tiếng mà ông đã đặt, chẳng hạn như là ông ta sẽ đặt cái vấn đề nhân quyền lên cho chính quyền của Ả Rập Saudi hay không? Thưa quý vị, bây giờ trở lại vấn đề nhân quyền với lại Ả Rập Saudi nha. Thì cái này đó, nó cũng là một cái bài hát cũ mà các ca sĩ của Bộ Ngoại giao Mỹ hát tới hát lui trong mười mấy năm qua. Tôi đưa quý vị một cái ví dụ của việc mà gọi là Tổng thống Biden sẽ đi tới Ả Rập Saudi và nêu lên cái vấn đề nhân quyền. Nó cũng không khác gì như là một đại sứ Mỹ tại Việt Nam hay là một vị thứ trưởng Mỹ mà đi tới Việt Nam sau khi mà gặp với các lãnh đạo trong nước này nước kia đó, thì họ bắt đầu cái cuộc đối thoại rằng nước của chúng tôi rất quan tâm về vấn đề nhân quyền nhé, và quý vị nên lưu ý về vấn đề đó, và nếu cải thiện được thì làm ơn cải thiện giùm. Đó là cái bài hát cũ của các viên chức ngoại giao Mỹ thường xuyên nói với các cán bộ của Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ Tổng thống Biden nếu mà có gặp Thái tử MBS, đó là Mohammed bin Salman, thì cùng lắm thì ông cũng chỉ nêu lên cái vấn đề đó thôi, chứ còn làm gì được nhau. Chúng ta đều biết rằng là thực tế cái chuyến đi tới Ả Rập Saudi là về vấn đề dầu khí và lạm phát năng lượng ở tại toàn cầu, chứ không phải thuần túy là về vấn đề đạt được những cái then chốt hay là đạt được những cái thành tích gì về vấn đề nhân quyền. Tại vì có được đâu, chắc chắn là hai bên sẽ không có nói gì, không có đưa ra một cái tuyên bố chung gì cả liên quan đến vấn đề là Ả Rập Saudi đã ám sát một phóng viên của Mỹ như thế nào, và cũng không sẽ đưa ra những cái vấn đề như là cải thiện nhân quyền như thế nào tại Ả Rập Saudi. Tòa Bạch Ốc hiện nay còn đang hồi hộp rằng là lỡ nếu mà có được một cái đoạn video mà Tổng thống Biden bắt tay Thái tử MBS thì giới truyền thông, nhất là những thành phần bên cánh tả, họ sẽ phản ứng với cái vụ đó như thế nào. Cho nên là khi mà tới Do Thái đó, quý vị thấy rằng là khi mà bước xuống phi cơ thì ông Biden mới còn nhớ các nhân viên dặn rằng là chỉ nên là làm cái fist bump thôi nha, chứ đừng có bắt tay, lấy cái lý do là COVID-19, cho nên là chỉ có đụng cùi chỏ thôi, hay đụng cùi chỏ thôi. Nhưng mà tánh của ông Biden thì nhân viên họ nhắc như vậy chứ 2 phút sau thì chắc là ông quên rồi, cho nên là ông bắt tay ráo hết. Thì bây giờ lỡ bắt tay của các viên chức ở bên Israel thì khi mà tới Ả Rập Saudi thì bây giờ MBS, thái tử MBS ra thì ông có bắt tay hay không? Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái chuyến thăm này đến các vương quốc ở tại Trung Đông đó, nó hy vọng đạt được những cái thành tựu kinh tế, mà nếu mà có đạt được đó thì Tổng thống Biden cũng không có tiện để mà phơi bày. Nếu mà có đạt được thì ông cũng sẽ chỉ có thể chia sẻ với các nội bộ của ông thôi, và chúng ta sẽ thấy cái giá xăng dầu có thể là nó giảm từ đây cho tới mùa đông. Chứ còn những cái vấn đề khác như là những cái hiệp định về vấn đề hòa bình giữa Israel và những quốc gia khác ở tại Ả Rập, về vấn đề nhân quyền ở Saudi Arabia thì tôi nghĩ rằng là nó không có. Về vấn đề nguyên tử Iran. Về vấn đề nguyên tử Iran đó, thì Israel chống thì chống, nhưng mà trước đây quý vị thấy rằng là Mỹ và các nước vẫn tiến hành với việc đó. Và bây giờ có cho Iran hay không thì họ cũng đã có vũ khí nguyên tử rồi.
Cho nên là đây là cái khó của Tổng thống Biden, là có đạt được cái thỏa thuận gì đi nữa thì bây giờ Iran cũng đã làm giàu cái chất uranium rồi, và nhiều cái nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết rằng là họ đã có vũ khí nguyên tử rồi, chứ không phải là chưa có, chứ điều là họ chưa có một cách mà là mạnh dạn để mà đưa nó ra thôi. Thì tôi không biết được rằng cái chuyến công du của Tổng thống Biden này đến Trung Đông, ngoài vấn đề kinh tế ra, thì còn cái gì khác để mà ông có thể đạt được. Nhiều người thì cũng lên tiếng cho rằng đó, cái vấn đề mà nguyên tử của Iran thì trước đó dưới thời của cựu Tổng thống Obama thì ông đã đạt được một cái thỏa thuận và đã thúc được Iran ký kết cái hiệp ước và để hạn chế cái việc mà họ tinh luyện uranium. Thế nhưng sau đó dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump thì ông đã rút ra khỏi cái hiệp ước này, và do đó mà Iran đã có thời cơ trong vài năm qua để mà gia tăng cái vấn đề tinh luyện uranium lên cao hơn và nhiều hơn đó. Thì đây cũng là một vấn đề khó khăn, liệu rằng Tổng thống Joe Biden có thể sẽ đưa Iran trở lại về cái khuôn khổ trước đây của cái thời cựu Tổng thống Obama hay không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà chúng ta cũng xem liệu có thể hạn chế được phần nào cái vấn đề Iran vẫn tiếp tục tinh luyện các cái tinh chất uranium trong thời gian sắp tới hay không? Đó là vấn đề. Cảm ơn phần phân tích của Thái Lê Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. DMJ Gem soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona. Kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Gia Hân Karaoke, tổng đại lý phân phối sản phẩm Mango Taiwan và BAK Nhật Bản. Kinh nghiệm 10 năm ghép dàn âm thanh karaoke. Dàn karaoke cao cấp BAK Nhật Bản âm thanh cực hay, bảo hành 2 năm. Dàn karaoke Mango Taiwan giá rẻ hấp dẫn, âm thanh chuẩn mực. Hệ thống karaoke JBL Hoa Kỳ đẳng cấp hàng đầu, bảo hành 9 hãng. Gia Hân Karaoke phân phối sỉ và lẻ thiết bị âm thanh BAK Nhật Bản và Mango Taiwan trên toàn nước Mỹ, miễn phí vận chuyển. Gia Hân Karaoke tọa lạc tại 1120 East Colonial Drive, Orlando, Florida. Điện thoại 407-704-6970. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì có thể xanh giờ này. Công ty Thẻ Xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân. Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty Thẻ Xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty Thẻ Xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty Thẻ Xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng Thẻ Xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-766-3345, 714-766-3345 hoặc vào congtythexanh.com. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giáp cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%, và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim, FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.